Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái tình trạng đó là điện thoại của chúng ta sạc chậm hoặc là không nên nhé. Có thể là nó vào chậm hoặc là nó không nên phần trăm pin. Mặc dù là các bạn cắm sạc vào thì nó có vào điện nhé, nó có hiện lên cái hình tia sét, nhưng mà phần trăm của chúng ta thì nó không nên hoặc là nó lên rất chi là chậm nhé. Thì cái lỗi này xảy ra có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do phần mềm, khả năng thứ hai là do phần cứng nhé. Để khắc phục được cái lỗi này thì nếu mà do phần mềm thì các bạn chỉ cần khởi động lại điện thoại, còn nếu mà lỗi về phần cứng thì các bạn có thể là phải thay chân sạc đi này, hoặc là các bạn có thể là phải thay pin của điện thoại đi nhá. Đó, cái cách này thì có thể là áp dụng được cho tất cả những cái dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android nhá. Hôm trước thì mình cũng có một con điện thoại Samsung A10s thì nó cũng bị tình trạng như vậy nhá. Thì trước tiên là mình sẽ khởi động lại điện thoại để xem có phải là do lỗi phần mềm không. Đó, thì sau khi mà mình khởi động lại điện thoại thì đã được nhá. Mình cũng thử thay một cái bộ sạc khác cắm vào sạc cho nó thì vẫn vào điện, nhưng mà phần trăm pin của nó thì cũng không nên. Thông thường thì khi mà chúng ta sạc thì thường một tiếng thì chúng ta sẽ lên được khoảng 30-50%, nhưng mà khi mà mình sạc cho cái con điện thoại đó thì nó lên rất chi là chậm, một tiếng chắc các bạn chỉ được vài phần trăm, hoặc có trường hợp là nó không lên phần trăm pin nhá. Thì các bạn cũng thể khắc phục bằng cái cách là ví dụ là do lỗi phần mềm thì các bạn chỉ cần khởi động lại điện thoại cho mình thôi. Ví dụ các bạn khởi động lại điện thoại như này này. Đó, sau khi mà các bạn khởi động xong điện thoại đấy thì các bạn cắm sạc vào, nếu mà các bạn thấy pin nó lên bình thường thì không sao nhé. Nếu mà nó vẫn bị chậm như vậy thì là nó do lỗi phần cứng nhé. Thì các bạn có thể là phải thay cái chân sạc hoặc là thay pin, lúc đó thì các bạn cần phải mang ra cửa hàng điện thoại để họ sửa chữa nhé. Còn cái trường hợp của mình thì là hôm trước thì nó vẫn sạc bình thường, nhưng mà hôm sau thì khi mà mình cắm sạc vào, thì nó vẫn vào điện nhé. Các bạn để ý nhá, khi mà các bạn cắm điện vào thì nó vẫn hiện lên cái tia sét, tức là điện nó vẫn vào, nhưng mà phần trăm pin nó không lên hoặc là nó lên chậm. Thì các bạn cứ áp dụng cái cách của mình nhá. Có thể là lỗi do phần mềm thì các bạn chỉ cần khởi động lại điện thoại là chúng ta sẽ khắc phục được nhá. Còn sau khi mà khởi động điện thoại mà nó vẫn sạc chậm thì có khả năng là nó do lỗi phần cứng. Các bạn cần phải mang ra cửa hàng điện thoại để họ kiểm tra. Có thể là phải thay cái chân sạc này đi hoặc là thay pin của điện thoại đi nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng đó là điện thoại Android của chúng ta sạc vào chậm hoặc là không nên nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.